Mặc dù giá heo hơi đang có xu hướng tăng, tuy nhiên, người chăn nuôi vẫn đang thận trọng trong việc tái đàn vì lo ngại dịch bệnh và chi phí đầu vào vẫn ở mức cao, trong khi các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thận trọng trong việc tái đàn vì giá thành chăn nuôi khá cao do không chủ động được con giống và thức ăn chăn nuôi thì các doanh nghiệp chăn nuôi lớn lại lên kế hoạch tăng đàn nái. Trong đó một phần liên kết với nông dân, thị trường đầu tuần ngày 19 tháng 8 năm 2024, giá heo hơi đồng loạt ổn định. Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi tại miền Bắc sáng nay duy trì ổn định. Các tỉnh thành như Bắc Giang, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang vẫn ghi nhận mức giá cao nhất là 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, hai tỉnh Lào Cai và Ninh Bình tiếp tục có mức giá thấp nhất khu vực, duy trì ở mức 64.000 đồng/kg. Heo hơi tại các địa phương khác vẫn được thu mua tại mức 65.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 64.000 đến 66.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 66.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 65.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 64.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 66.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 65.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 65.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 66.000 đồng mỗi kg. Thái Bình là 65.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 65.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 66.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 66.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 64.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 66.000 đồng kg. Tại thị trường miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên sáng nay có sự điều chỉnh trái chiều giữa các địa phương các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Khánh Hòa ghi nhận mức tăng nhẹ 1.000 đồng mỗi kg, đưa giá heo hơi lên mức 62.000 đến 63.000 đồng kg, ngược lại Lâm Đồng giảm nhẹ 1.000 đồng mỗi kg, xuống còn 63.000 đồng kg, các địa phương còn lại không có sự thay đổi so với ngày trước đó, với giá dao động trong khoảng 61.000 đến 64.000 đồng kg, cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 64.000 đồng mỗi kg. Nghệ An là 64.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 64.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 64.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 61.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 62.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 63.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 63.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 61.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 62.000 đồng mỗi kg. Lâm Đồng là 63.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắc là 61.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 62.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 62.000 đồng kg. Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi tại miền Nam sáng nay ghi nhận xu hướng giảm 1.000 đồng kg ở một số địa phương. Sau biến động, giá heo hơi tại Vĩnh Long hạ xuống mức 61.000 đồng mỗi kg, mức thấp nhất khu vực, khu vực các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Bình Dương và Tiền Giang đều có chung mức giá 62.000 đồng kg. Tại hai tỉnh Tây Ninh và Hậu Giang, giá heo hơi đồng loạt giảm còn 63.000 đồng kg. Các tỉnh thành còn lại duy trì giá không đổi so với ngày trước đó. Hiện giá thu mua tại miền Nam giao động trong khoảng 61.000 đến 64.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 62.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 62.000 đồng mỗi kg. Thành phố Hồ Chí Minh là 62.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 62.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 63.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 63.000 đồng mỗi kg, Long An là 63.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 61.000 đồng mỗi kg, An Giang là 63.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 61.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 63.000 đồng mỗi kg. Kiên Giang là 63.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 63.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 64.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 62.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 62.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 63.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 62.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 63.000 đồng mỗi kg.